Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mở hộp điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mở hộp cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy A52s 5G. Đây là một trong những chiếc điện thoại tầm trung rất hot của Samsung trong năm nay và nó sẽ cạnh tranh trực tiếp với những sản phẩm ví dụ như là Xiaomi Mi 11 Lite 5G và Realme GT Master. Vậy thì Galaxy A52s nó có những điểm gì đặc biệt? Hãy cùng bắt đầu với mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại màu đen như thế này. Đấy, màu đen nhám, và hộp phụ kiện thì cũng giống như là những cái chiếc điện thoại Samsung khác thôi. Mình đánh giá là cái hộp phụ kiện này trông nó hơi rẻ tiền một tí. Đó, rồi. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay này là phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bóc siêu xem nào. Đó, không biết là năm nay có bị cắt giảm cái gì hay không đây. Rồi, bên trong hộp này thì chúng ta không ốp lưng này các bạn này. Rất là tiếc nha các bạn nhé, không ốp lưng nhá. Chúng ta sẽ có thêm quay dọc SIM ở đây này. Đấy, SIM này thì admin Kha đã bóc ra rồi. Để chúng ta sẽ có thêm những cái gì nữa nào. Chúng ta sẽ có thêm một cái sạc nhanh nữa. Đây là sạc nhanh 15W. Rất là đáng tiếc bởi vì là cái sổ này nó hỗ trợ sạc 25W, nhưng mà sạc đi kèm nó chỉ là sạc 15W mà thôi. Và nó sẽ có thêm một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, và nó sẽ không có tai nghe. Đấy, nếu mà so với cả những cái sổ Samsung ngày trước ấy, cái đêm khoảng một vài năm ấy, thì Samsung họ thoải mái lắm. Họ có cả ốp lưng cả tai nghe, nhưng bây giờ thì cái sổ này nó cũng đã bị cắt giảm đi khá là nhiều rồi. Rồi, mình sẽ bỏ phụ kiện qua bên để nói chi tiết hơn về cái chiếc điện thoại này nhá. Quay trở lại với Galaxy A52s thì điều đầu tiên khi mình cầm cái chiếc điện thoại này trên tay đó là nó khá là vừa tay, khối lượng của nó sẽ rơi khoảng 189g và độ mỏng rơi vào khoảng 8,4mm. Như thế này mình thấy là ổn đấy nhá các bạn nhá. Thế tuy nhiên cái điểm mà mình chê ở đây là gì? Đây là cái chất liệu của nó chỉ bằng nhựa mà thôi. Rõ ràng là với cái tầm giá này chúng ta có quyền được đòi hỏi là chất liệu của nó phải bằng kính và kim loại. Thế tuy nhiên là tất cả từ khung viền cho tới mặt lưng thì nó chỉ bằng nhựa mà thôi. Cái mặt lưng nhựa nhám mà ở phía sau này với cái phiên bản tối màu này thì nó sẽ để lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Tất nhiên so với cái phiên bản mặt lưng bóng ấy thì nó sẽ để lại ít mồ hôi và dấu vân tay hơn, nhưng mà về cơ bản là dùng lâu dài thì chúng ta sẽ cảm thấy nó tương đối bẩn đấy. Mình thì nghĩ là các bạn nên mua thêm một cái ốp lưng ở bên ngoài nữa. Đấy, và đây là một cái điểm phiền phức đấy, bởi vì bình thường nếu mà các sản Samsung trước ấy, nó có ốp lưng chúng ta sẽ sử dụng luôn đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta phải mua thêm rồi. Và với những cái sản mới như này thì đặt hàng những ốp lưng mới như thế thì chắc là chúng ta sẽ phải chờ đợi một chút đó, được chưa? Rồi, tiếp tục nữa nào. Mặc dù là cái phần khung viền này nó làm bằng nhựa đấy, tuy nhiên là nhà xuất họ cũng tương đối là khéo léo khi mà họ làm theo kiểu giả kim loại để chúng ta nhìn vào nó vẫn rất là cứng cáp. Thế nhưng mà nó chỉ bằng nhựa thôi nhé các bạn nhé. Còn mức độ hoàn thiện thì mình đánh giá là ổn đấy, bởi vì là đây là một chiếc điện thoại hoàn thiện theo tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi là IP67, như thế là cũng khá là tốt rồi. Còn cái form thiết kế thì mình thấy là nó không khác biệt mấy so với cả Galaxy A52, nó vẫn là cái form thiết kế như vậy thôi. Đấy, chúng ta vẫn sẽ có cái phần cụm camera này nó đồng màu với ở cái phần mặt lưng này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến các cạnh máy thì sao. Phía bên cạnh trái thì hoàn toàn không có gì cả này. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm âm lượng. Sổ này thì sẽ có hai loa ngoài luôn nhé các bạn nhé, một loa ở đây và một loa ở phía trên này nữa, chung luôn ở phần loa thoại này. Rồi, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ có một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C, mic thoại và vẫn giữ được jack cắm tai nghe 3.5. Và phía trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic phụ kèm theo đó là một cái khay. Đây là khay SIM line, nghĩa là các bạn có thể tùy chọn đó là hai SIM hoặc một SIM một thẻ. Còn ở phía mặt sau này thì với cụm 4 camera phía sau ấy, thì chúng ta sẽ có các thông số lần lượt là 64 chấm, khẩu độ led 1.8, tiêu cự 26mm với camera chính này. Camera chính này thì có chống rung quang học nhé các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có thêm camera góc siêu rộng có độ phân giải là 12 chấm, khẩu độ led 2.2 và góc chụp là 123 độ. Và hai camera macro với cả xóa phông đều có độ phân giải là 5 chấm, nghĩa là so với những khác nó tăng lên tí đấy. Những khác chỉ là 2 chấm thôi. Thì cái này là macro với cả xóa phông thì đều là 5 chấm, khẩu độ led 2.4. Và chúng ta sẽ có thêm một cái đèn flash đơn ở đây nữa. Rồi, phía dưới này chúng ta sẽ có logo Samsung này. Và bây giờ thì mình sẽ mở sáng màn hình lên nhá. Đây, chiếc điện thoại này thì sẽ có vân tay ở bên trong màn hình các bạn ạ. Đấy, tuy nhiên là trong cái quá trình mà mình thử thì cái vân tay bên trong màn hình này thì nó vẫn như vậy thôi. Nó vẫn không khác biệt mấy so với cả Galaxy A52, nghĩa là cái tốc độ đọc của nó thì cũng rất là bình thường thôi. Rồi, chúng ta sẽ có phần viền trên, viền hai bên làm mức độ bình thường, phần phía dưới này thì làm dày hơn một chút. Tuy nhiên sản phẩm như này thì mình thấy là nhìn nó cũng tương đối là cân đối đấy. Được cái là cái phần nốt ruồi ở đây này, ở chính giữa này thì chúng ta sẽ có một cái nốt ruồi rất là bé luôn. Mặc dù nốt ruồi bé như thế nhưng mà cái camera độ phân giải cũng rất là cao đấy, lên tới là 32 megapixel. Cái chiếc điện thoại này thì nó cũng sẽ có một cái miếng dán màn hình có sẵn ở bên ngoài như này. Kể mà có thêm ốp lưng nữa thì ổn hơn đúng không ạ? Hơi đáng tiếc nhỉ. Về màn hình thì Galaxy A52s sẽ có màn hình với kích thước là 6,5 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng 2400 x 1080 pixel. Tỷ lệ màn hình sẽ là 20:9 cho một cái mật độ được ảnh rơi vào khoảng 405 ppi.
405 ppi là đủ nét rồi. Tấm nền màn hình sẽ là Super AMOLED, độ sáng là 800 nits ở mức độ ổn đấy, ra ngoài trời nắng là sẽ là đủ nét đấy. Và được cái là cái tần số quét màn hình của nó sẽ lên tới là 120Hz. Đây là một cái điểm mà mình cảm thấy là cũng tương đối tốt ở trên cái chiếc điện thoại này. Đây, chúng ta có thể lựa chọn cái tần số quét của màn hình đây. Đấy, một là để cao, hai là để chuẩn. Tiếp tục nữa nào, về mặt hiệu năng thì sao? Về hiệu năng thì cái chiếc điện thoại này sẽ chạy con chip Snapdragon 778. Đây là cái con chip mà thay thế cho con chip Snapdragon 780 đấy. 780 thì vì cái dịch Covid nên là cái nguồn cung linh kiện của nó thiếu. Nên là bây giờ Qualcomm họ thay thế các cái dòng chip nhiều Snapdragon 778 vào trong các sản phẩm mà họ bán ra cho các cái đối tác. Đấy, và Samsung thì họ mua được cái con chip Snapdragon 778 này. Con chip này là con chip có sẵn 5G luôn và nó sẽ có tiến trình sản xuất là 6 nanomet, nó sẽ yếu hơn một chút so với cả con chip Snapdragon 780 nhé. Điểm số AnTuTu cho ra sẽ rơi khoảng 506.000 điểm. Tất nhiên đây chỉ là điểm số để chúng ta tham khảo mà thôi. Chúng ta sẽ có CPU là 151.000 và GPU là khoảng 156.000. RAM ROM đi kèm theo máy sẽ có rất là nhiều các phiên bản, ví dụ như là 6128 này, 8128, 6256 và 8256. Tuy nhiên là phiên bản mình đang cầm ở trên tay là phiên bản ở giữa, nghĩa là phiên bản 8128. Còn viên pin của máy thì vẫn vậy thôi, đó là 4500 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W. Đấy, tuy nhiên rất tiếc là cái sạc đi kèm nó chỉ là sạc 15W mà thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ xem qua một chút về cái phần thông tin điện thoại nhé, để xem là phần mềm như nào đây. Phiên bản One UI sẽ là 3.1, gần như là mới nhất của Samsung bây giờ rồi. Và chúng ta sẽ có Android là Android 11 luôn. Còn đây sẽ là giao diện camera của cái chiếc điện thoại này đây. Với camera này thì chúng ta sẽ có các chế độ, ví dụ như là camera chính này. Đấy, góc siêu rộng này, chúng ta sẽ có thêm là camera zoom số 2x nhé. Đây chỉ là zoom số thôi nhé các bạn nhé, bởi vì sản phẩm này nó không có camera tele. Chúng ta sẽ có các chế độ ví dụ như chụp ảnh chân dung này, chụp ảnh macro này, chụp ảnh ban đêm này, chụp ảnh thức ăn này, chụp ảnh chuyên nghiệp này. Đấy, chuyển động chậm đấy, rồi là hay là siêu chậm này, trôi nhanh là tua nhanh thời gian đấy. Rồi chuyên nghiệp này thì sao đây? Đây chuyên nghiệp này thì chúng ta đã có thể điều chỉnh được rất là nhiều các thông số rồi, ví dụ như là điều chỉnh được ISO này, điều chỉnh được phơi sáng này, điều chỉnh được EV này, rồi là lấy nét bằng tay, điều chỉnh được cân bằng trắng các thứ này, rất là nhiều ở đây, rồi điều chỉnh là tương phản màu nữa. Thì về cơ bản là chúng ta vào đây chúng ta mò thì nó cũng sẽ ra thôi. Tổng kết lại thì Galaxy A52s 5G, cái điểm thay đổi lớn nhất của nó so với cả Galaxy A52 5G đấy là về phần hiệu năng. Đấy, còn mức giá bán thì hiện tại mình có tham khảo tại website của Cellphone.net thì cái giá niêm yết nếu bạn nhìn ở trên này nó sẽ hơi cao đấy nhá, nó sẽ rơi khoảng 10.990.000 đồng, coi như là 11 triệu đi. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng ấy, thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều các khuyến mại. Ví dụ như là các bạn sẽ được giảm 400.000 khi thanh toán qua VNPay, nghĩa là đây là trừ trực tiếp rồi đấy nhá. Chúng ta sẽ được tặng một phiếu mua hàng trị giá là 1 triệu, nghĩa là coi như là các bạn sẽ được trừ thêm 1 triệu nữa. Chúng ta sẽ được tặng một cái bộ quà tặng Galaxy Gift. Đấy, bao gồm voucher Grab này, rồi là trà Phúc Long các thứ này, trị giá là khoảng 1 triệu. Mình đọc ở đây nữa thì như là còn có cả ưu đãi thêm 10% nếu các bạn thanh toán qua ví Moca trên ứng dụng Grab này, rồi là giảm 1% cho thành viên S member các thứ vân, rất nhiều. Đại loại là giá sau khi đã trừ đi hết quà nó loanh quanh tầm khoảng 9 triệu hay là 9 triệu rưỡi gì đó. Đấy, nghĩa là mình không nhớ chính xác lắm đâu. Thì các bạn cứ kích vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment, xong sau đó liên hệ đến Cellnet để mà có được mức giá tốt nhất nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.